Không biết cái gì đấy. Anh biết chuyện gì xảy ra không? Chuyện gì? Vừa nãy vào thang máy có cái thằng bé, nó cao như này này, nhưng mà nó chỉ khoảng tầm lớp 8, lớp 9 thôi. Rồi. Nó bảo em là cô ơi, bấm chào cái thang. Cô trong mặt em đời nỗi nào đâu. Em mới 24 tuổi thôi chứ mấy. 25 mà. Cái gì đấy? Xem cái gì đấy? Cho anh cười với. Chả gì cũng cười. Em đấy bảo là sống lạc quan tích cực là sẽ trẻ lâu. Nên em đang tập sống lạc quan hơn. Sống lạc quan đấy, trông khác gì con điên đâu. Mà cười nhiều có khi da mặt nhăn nhiều hơn, nhanh già hơn đấy. Thôi. Sao không uống cái đốc tử collagen EX này cho nhanh? Sản xuất nội địa Nhật Bản đấy. Uống mỗi ngày một gói sẽ giúp trẻ hóa da này, chống lão hóa này, trắng hơn này, mà lại tốt cho xương khớp. Ếch. Người ta dặn là uống trước khi đi ngủ 1 giờ là tốt nhất. Thì 1 tiếng nữa em đi ngủ. Ê, nhưng mà bây giờ mới 5 giờ chiều. Em vừa mới ngủ dậy 5 tiếng trước luôn ấy. Thì ngủ sớm cho nó trẻ lâu. Ếch, thôi.